Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng và sau đây là tin Angela Phương Trinh tiếc nuối vì bị cắt cảnh hôn sau với Trường Giang. Tối ngày 1 tháng 3, Angela Phương Trinh lòng lại xuất hiện tại sự kiện công chiếu, phim điện ảnh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và Đức Thịnh. Taxi em tên gì là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh sau thời gian dài, vướng vào những ngôn ào về đời sống riêng. Ba mẹ nhí rèn trở diện đầm đen với họ tiết, hoa hồng của nhà thiết kế Độ Mạnh Cường. Cô mách úp và làm tóc như quý cô thanh lịch của thập niên cũ. Trường Giang vì bận quay xô hài mới nên không thể sắp xếp ra Hà Nội và sống bước bên Angela Phương Trinh. Trong phim họ là một cặp đôi đẹp khi có nhiều màn đấu khẩu hài hước và cả những giây phút lãng mạn. Nữ diễn viên tâm sự cô rất tiếc nuối trước việc nụ hôn sau kiểu pháp của cô và Trường Giang bị đạo diễn Đức Thịnh cắt bỏ trước khi phim ra rạp. Cô kể ban đầu cả hai đều gượng gạo hôn nhau nhưng sau đó dưới sức ép của đạo diễn Trường Giang đã mạnh dạn tấn công khiến cô bối rối. Trong phim Angela Phương Trinh đóng vai nữ tài xế taxi, tuy nhiên ở ngoài đời cô không giỏi lái xe. Trước khi quay phim, cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian để học lái, thi lấy bằng, thậm chí còn qua một khóa, sửa xe để có thể hoàn thành tốt những cảnh quay mà không cần người đóng thế. Trong một phân đoạn, cô lùi xe gần như lao xuống vực, khiến Trường Giang sợ hãi. Thanh Túy, nhà sản xuất phim, bay ra Hà Nội một mình, mà không có ông xã Đức Thịnh. Tuy lệ bóng nhưng cô vẫn hút các ông kính nhờ vệ trẻ trung nên nã. Diễn viên Khánh Hiền, vai bạn gái của Trường Giang trong phim, cô từng được khán giả chú ý với vai phụ trong Tôi thấy ho vàng trên cỏ xanh. Angela Phương Trinh và tình địch vui vẻ tạo dáng bên nhau. Các thành viên trong đoàn làm phim vui vẻ chia sẻ nhiều kỷ niệm với khán giả. Đến dự sự kiện còn có MC Đức Bảo. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh vừa trở về sau chuyến công tác tại Nhật mc thái dũng cũng đến ủng hộ cho phim việt thông tin của kênh tiểu sự đem lại cho các bạn đến đây là hết xin chào tạm biệt